Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Công tác kiểm tra giám sát 9 tháng năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện Đông Sơn khắc phục vi phạm trong quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư xây dựng. Nghị định số 71 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Theo đó, bổ sung quy định về các trường hợp không cần tổ chức họp kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật, cụ thể như sau. 1. Ra quyết định xử lý kỷ luật, không cần tổ chức họp kiểm điểm đối với trường hợp công chức viên chức vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan cũ đã chuyển sang cơ quan mới thì phát hiện vi phạm đó còn trong thời hiệu kỷ luật. Công chức viên chức đang bị khởi tố tạm giữ tạm giam chờ kết luận điều tra truy tố xét xử về hành vi vi phạm pháp luật trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đã tổ chức kiểm điểm và cá nhân đã nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm. 2. Ra quyết định xử lý kỷ luật, không cần tổ chức họp kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật trong trường hợp đã có kết luận về hành vi vi phạm và có đề xuất hình thức kỷ luật cụ thể. Bị tòa án kết án mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về hành vi tham nhũng. Đã có quyết định kỷ luật đảng trừ trường hợp bị thành lập hội đồng kỷ luật. Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức ngày 9 tháng 10. Nhiều nội dung quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh đã được phân tích làm rõ. Trong 9 tháng năm 2023, cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra gần 1,6 nghìn tổ chức đảng và 2,8 nghìn đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chi bộ đã kiểm tra 130 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 123 đảng viên có vi phạm, trong đó 113 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 109, đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 432 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 377 đảng viên vi phạm, trong đó 280 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 268 đảng viên đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 12 đảng viên. Trong 9 tháng năm 2023, cấp ủy tổ chức đảng các cấp giám sát chuyên đề đối với trên 1,3 nghìn tổ chức đảng cấp dưới và trên 3,6 nghìn đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát gần 1,4 nghìn tổ chức đảng và gần 2,3 nghìn đảng viên. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, 9 tháng năm 2023, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 11 tổ chức đảng và cảnh cáo 9 tổ chức đảng vi phạm. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 528 đảng viên vi phạm, trong đó kỷ luật bằng hình thức khiển trách 391 đảng viên, cảnh cáo 43 và khai trừ 87 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2023, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra công tác quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Đông Sơn. Kết luận của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra những ưu điểm cũng như một số khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực này. Ủy ban dân huyện Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng ban, các xã thị trấn nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm vi phạm theo nội dung kết luận đã chỉ ra. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, về cơ bản, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn diễn ra tại một số xã thị trấn. Có 3 dự án được nhà nước giao đất cho thuê đất chưa thực hiện đúng tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2 doanh nghiệp thực hiện xây dựng một số công trình của dự án không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt. 1 doanh nghiệp xây dựng công trình chưa được cấp phép xây dựng. Xây dựng công trình ngoài phạm vi ranh giới dự án, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn chưa hoàn thành việc kê khai nộp ngân sách nhà nước số tiền 3,7 tỷ đồng tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, hầu hết các công trình được kiểm tra đều có tồn tại khuyết điểm ở các khâu chuẩn bị thực hiện, kết thúc đầu tư còn sai phạm,
về kinh tế với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Ngay sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch 06, giao các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có khuyết điểm, vi phạm tổ chức khắc phục. Trên cơ sở cái kết luận của Thanh tra tỉnh thì Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng cái kế hoạch khắc phục và kiểm điểm các cái tập thể cá nhân liên quan. Thì đến nay thì các cái kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị đã thực hiện xong. Còn đối với cái việc mà thực hiện cái tồn tại hạn chế và khắc phục những cái đã được chỉ ra trong kết luận thì Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho các phòng ban rồi các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai và xây dựng cái kế hoạch lộ trình để khắc phục. Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các tập thể cá nhân nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm đã xảy ra theo kết luận thanh tra, đảm bảo đúng quy định. Theo đó đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 14 tập thể và 21 cá nhân. Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, Phòng Tài chính kế hoạch, Ban quản lý dự án huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện việc giảm trừ không thanh toán tổng số tiền 1,4 tỷ đồng khi quyết toán các công trình theo đúng kết luận thanh tra đã nêu. Trong đó đã thực hiện giảm trừ khối lượng thi công với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, giảm trừ chi phí quản lý dự án tổng số tiền là 251 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch đôn đốc các đơn vị nộp vào ngân sách số tiền 875 triệu đồng bảo vệ phát triển đất lúa theo kết luận thanh tra. Sau khi huyện Đông Sơn ban hành kế hoạch thì Ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch của huyện đã ký các phụ lục hợp đồng để giảm trừ với các cái nhà thầu thi công xây dựng. Và hiện nay thì Ban quản lý dự án cũng đã hoàn thành được cái việc ký các phụ lục giảm trừ đó và cũng đã có cái báo cáo về cái việc khắc phục kèm theo các hồ sơ liên quan gửi thanh tra huyện cũng như thanh tra tỉnh liên quan đến cái vấn đề về cái việc để ra các sai phạm này liên quan đến các cái cán bộ viên chức trong Ban quản lý dự án trong quá trình thẩm định cũng như là quản lý dự án có thể ra những cái vi phạm liên quan đến cái việc đã được thanh tra tỉnh nêu ra. Thì tập thể Ban quản lý dự án cũng như các cán bộ viên chức cũng đã có những làm việc để kiểm điểm các cá nhân có liên quan. Để khắc phục những vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Sơn đã chỉ đạo các xã thị trấn ra soát lại quỹ đất công ích để quản lý sử dụng theo đúng quy định, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, khẩn trương thực hiện dự án, tham mưu cho Ủy ban dân huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, đôn đốc các xã thị trấn và chủ đầu tư nộp số tiền chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành kế hoạch số 141 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau quá trình thực hiện, đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng chậm giải quyết hồ sơ giảm và không còn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn huyện. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ tồn đọng thì chúng tôi không thể làm hết trong cái việc là sau khi kết luận của thanh tra được, mà sau khi thực hiện cái kết luận của thanh tra và cái kế hoạch 182 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc cái cấp các cái trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sót cho hộ dân ấy, thì chúng tôi phải yêu cầu là các xã là rà soát báo cáo, sau đó là thực hiện các cái quy trình cấp giấy, thì đến nay thì mới đạt được 30% trong cái tổng số cái số giấy còn tồn đọng, và cái này thì theo kế hoạch sẽ thực hiện từ nay đến hết 2025 thì sẽ cấp hết các cái hộ dân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay còn một số cái nội dung mà chưa khắc phục, đấy là những cái việc mà giảm trừ khối lượng rồi trong quá trình thực hiện của các cái dự án đầu tư, thì Ủy ban nhân dân huyện là giao cho Ban dự án và Ủy ban các xã là khẩn trương để đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ thi công và quyết toán các công trình để làm sao để mình có làm cơ sở để trong quá trình quyết toán sẽ giảm trừ cái khối lượng mà thanh tra chỉ ra. Những khuyết điểm vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra đã giúp cho Ủy ban dân huyện Đông Sơn và các xã thị trấn nhìn nhận lại công tác quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng, kịp thời khắc phục hạn chế khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đối với những nội dung chưa hoàn thành việc khắc phục, Ủy ban dân huyện Đông Sơn sẽ tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn giải quyết dứt điểm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.